tiếp tục làm video clip ở trong khu cách ly ở Cầu Lãnh nha. Dạ, đây đang trang đu đủ hành cơm dưa mắm. Hôm nay mình ăn về nhà trời đi dưa mắm luôn. Bớt cơm lại mẹ ăn còn dư không không hết chị chuối em làm đồ đủ đủ không trời có như nó viên được. Giờ thực hiện giãn cách xã hội rồi, nếu sức nữa mà khách đốt uống ngày về rước cũng là đi rước cả vấn đề phải tính toán nữa, phải rước làm sao cho nó hợp lý. Tại vì em tao có tốn tiền có lời ra hồi làm giấy thì cũng cả đi đi giờ nè. Ở đây ngủ cũng có ma nữa mới vậy, ngủ bị đè hoài. Bên kia là mấy đứa em kia là ngủ là thấy có người kêu á. Do người lúc nói với tôi á.
Nếu mà đi qua đường này chị đã hiểu mỗi mình sợ cái vô đây ở luôn. Mọi người giờ mày chẳng hơn giờ tối không có ba hàng không là ngủ vậy, nhớ nhà quá không gì vậy? Không được. Ừ. Nhớ con nhớ vợ qua nhà. Trong đây có chồng chồng năm đó không nhớ. Còn hai người kia thì nhớ mẹ đó. Cảm ơn các ông chú. Chết cha hết pin chú ơi. Thôi dừng. Mình thì nhớ con, nhớ vợ, còn hai anh em mới nhớ mẹ. Là hai anh em nó chưa dưới sữa nữa nha. Nên về nhà có đi 7 ngày nữa. Đây là nhà làm giường quá. Phải nói ở đây 2 tầng 3 ngày nữa, coi như là 17 ngày 18 ngày giống như 18 tháng vậy. Tóm lại là quý khán giả khi đi ra đường á, nhớ mang khẩu trang cho kỹ, lúc nào cũng diệt khuẩn. Còn ở nhà thì làm thuốc nước muối nhiều vô, khoảng chừng 3 lần, 4 lần vậy đó. Uống nước ấm thôi, đủ rồi đó, uống được đường uống nước đá hoặc là bán muối được tốt. Mà chai cho kỹ, có chai nước nào cũng có chai gì cũng cạnh hết. Túi gì vậy? Cái túi nào? Tại vì ở đây hai mấy ngày không có tóc, tóc bù bù. Nói chung với nguyên giả còn cả, tại vì trong khu khu cách ly buồn quá bị làm chẳng á, quay đăng lên để cho nó quên đi thời gian đó, và cái clip của mình cũng chưa hay lắm thì nó quay không được sắc nét đâu, không được nhiều người yêu thích. Nắm mà đá đây tức là mình cũng muốn quay clip nó hay á, mà chưa có, nhưng mà không có kinh phí nữa, tôi muốn đầu tư máy quay nữa, mấy 20 triệu từ 20 triệu cho lên con mới được.
Lê Quyên giả và bạn bè mà trong trang của mình á, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, chia sẻ thêm thật nhiều video để mình có thêm động lực để ra những video tiếp theo để cho quý khán giả xem. Xin chúc quý khán giả giờ sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Cảm ơn.